Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Thưa quý vị, tuần tới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng ấm. Theo biểu nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần mới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, ngày nắng. Trong hai ngày thứ năm và thứ sáu, tức ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ. Các ngày còn lại trời nắng ấm, mức nhiệt cao nhất duy trì ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ C. Vào thời điểm đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm, mức nhiệt thấp nhất duy trì ở ngưỡng từ 17 đến 20 độ, trời rét. Bởi vậy quý vị nên chuẩn bị áo ấm trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ cơ thể. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 27 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Thưa quý vị, tuần tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Trong tuần chỉ có ngày thứ ba, ngày 28 tháng 11 trời có nắng, mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Về thời tiết biển, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới quần đảo Hoàng Sa được dự báo có sóng cao từ 3 đến 5 mét gió hướng Đông Bắc. Còn quần đảo Trường Sa được dự báo có sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị cùng những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo được phát sóng trên laodong.vn.